chúng ta. Kính chào quý vị và các bạn, đây là bản tin thể thao 24/7. Sau 2 ngày đầu tiên giành được những tấm huy chương bạc và đồng, thì hôm nay đoàn thể thao Việt Nam chờ vàng từ những cái tên như Ánh Viên, Thúy Vi hay là Hoàng Xuân Vinh. Trong 3 cái tên này thì thi đấu muộn nhất là Nguyễn Thị Ánh Viên. Cô bước xuống đường bơi chung kết nội dung 400m hỗn hợp cá nhân, một trong 2 nội dung từng mang về cho cô tấm huy chương đồng tại ASEAN 4 năm trước. Và đây cũng là nội dung mà Ánh Viên kỳ vọng đổi màu huy chương nhất trong ASEAN năm nay. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ tham gia tranh tài ở nội dung 400m hỗn hợp nữ, một nội dung rất được kỳ vọng. Và có một điều chúng ta đang chờ đợi là liệu Ánh Viên có thể vượt qua được cột mốc 4 phút 36 giây để giành huy chương hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Ánh Viên đã không có được phong độ tốt nhất và chỉ về đích thứ 5. Thành tích của cô cũng kém xa với kỳ vọng khi chỉ đạt 4 phút 42 giây 81. Nếu như giành được thành tích đề ra từ đầu là 4 phút 36 thì Ánh Viên đã có thể giành huy chương bạc. Bởi người về đích thứ 2 là vận động viên Hàn Quốc với thành tích là 4 phút 37 giây 43. Vận động viên giành huy chương vàng là nữ kình ngư người Nhật Bản với thành tích là 4 phút 34 giây 58. Ánh Viên sẽ còn tham gia tranh tài một nội dung nữa tại Á vận hội năm nay. Chúng ta sẽ cùng chờ xem màn trình diễn tiếp theo của cô. Trần Thành, phóng viên Đài truyền hình Việt Nam đưa tin từ thủ đô Jakarta, Indonesia. Chúng ta vui mừng sau khi tạo nên một bất ngờ nào đó thì cũng phải chuẩn bị tinh thần làm khán giả của những bất ngờ khác. Hôm nay có 2 thất bại đáng tiếc của Hoàng Xuân Vinh ở môn bắn súng và Trịnh Văn Vinh ở môn cử tạ. Hoàng Xuân Vinh không thể vượt qua vòng loại ở chính nội dung mà anh đang là đương kim vô địch Thế vận hội. Còn Trịnh Văn Vinh năm ngoái bất ngờ vượt qua đối thủ Yuli người Indonesia để giành huy chương vàng SEA Games thì năm nay anh lại phải nhường huy chương vàng ASEAN cho chính đối thủ này. Em bị chấn thương lưng trước 2 tuần khi sang đây. Và khi ở nhà thì em không tập luyện được gì, em chỉ nghỉ và khi đó thì cái thể lực chuyên môn của em nó bị giảm sút. Và khi hôm nay phong độ thì do là không được tập đều đặn nên là em đã không đạt được phong độ cao nhất. Một trong những kết quả đáng tiếc nhất trong ngày hôm nay đó là việc xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã không thể vượt qua vòng loại 10m súng ngắn hơi, nội dung mà anh đã từng giành tấm huy chương vàng lịch sử tại Olympic. Người đồng đội của anh là Trần Quốc Cường cũng không thể giành quyền tham dự loạt bắn chung kết. Ở môn bóng đá nữ thì chiến thắng quan trọng trước đội tuyển Thái Lan ở trận ra quân đã giúp các cô gái của chúng ta thoải mái tính toán cho chặng đường tiếp theo. Ví dụ như là giữ sức cho các trụ cột trong trận gặp đội đương kim Á quân thế giới đó là đội tuyển Nhật Bản. Trong cuộc chạm trán với đội tuyển Nhật Bản, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã cất một số cầu thủ trụ cột trên băng ghế dự bị. Chính vì thế, không ngạc nhiên khi đội tuyển nữ Việt Nam đã phải nhận thất bại với tỷ số 0-7. Đội tuyển nữ Việt Nam giành quyền vào tứ kết với tư cách là đội nhì bảng và chúng ta sẽ gặp đội đứng nhì bảng A, có thể là Đài Bắc Trung Hoa hoặc Indonesia. Ở nội dung bóng chuyền nữ, với sự xuất sắc của bộ đôi Đinh Thị Thúy và Trần Thị Thanh Thúy, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng trước đội tuyển Ấn Độ trong 3 set đấu với các tỷ số 25-18, 25-22 và 25-13. Đây là chiến thắng đầu tiên của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt tại ASEAN 18. Sau thất bại ở trận ra quân trước đội tuyển Trung Quốc. Thực ra thì đội Ấn Độ cho đến trước giờ thi đấu, toàn đội các vận động viên và ban luyện cũng không có một cái thông tin gì về đội Ấn Độ vì cũng quá lâu rồi. Các em có chơi cùng đội Ấn Độ cách đây mấy năm. Nhưng mà đến khi vào trận đấu ngày hôm nay thì như chúng ta thấy thì các em cũng thể hiện được tất cả những cái phẩm chất của mình. Và ở môn bóng đá nam, hôm qua thật thú vị khi tận hưởng cái cảm giác mà chúng ta đứng đầu bảng và chờ xem ai là đối thủ tiếp theo của mình. Cuối cùng thì đối thủ đã được xác định là đội tuyển Olympic Bahrain và hôm nay thầy trò Park Hang-seo ra sân tập sẵn sàng gặp đối thủ này. Tin từ phóng viên truyền hình Việt Nam tại Indonesia. Trong buổi tối ngày hôm nay thì đội tuyển Olympic Việt Nam được bố trí tập luyện ở sân tập trong khu tổ hợp thể thao Gelora Bung Karno tại Jakarta, mất khoảng 40 phút di chuyển từ khách sạn để tới sân tập này. Và đây là sân tập hội đủ mọi yếu tố mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cần để tập luyện. Mặt cỏ, chất lượng mặt sân là rất tốt. Và cùng với đó thì điều kiện ánh sáng cũng đủ tiêu chuẩn. Một điều kiện khá giống khi mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo thi đấu vào lúc 19:30 ngày 23 tháng 8 tại vòng 1/8 gặp đội tuyển Olympic Bahrain. Trong ngày hôm nay thì huấn luyện viên Park Hang-seo cũng chia sẻ về việc nghiên cứu đối thủ Olympic Bahrain. Họ khá ưa thích lối chơi tấn công. Và trong buổi tập tối ngày hôm nay thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã cho các học trò tập luyện khá nhiều những bài tập phản công. Về tình hình lực lượng của cả đội trước vòng 1/8, ngoài việc tiền vệ Hùng Dũng chấn thương và không thể thi đấu hết ASEAN năm nay thì Quang Hải, Văn Toàn hay là Xuân Mạnh, những cầu thủ đã bị đau nhẹ ở sau trận đấu gặp đội tuyển Olympic
Bản lúc này đã hoàn toàn khỏe mạnh và có thể tập luyện bình thường cùng với các đồng đội. Theo dự kiến thì đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ còn một buổi tập nữa ở trên sân phụ tại Zalora Bungkarno vào ngày mai trước khi thi đấu với đội tuyển Olympic Bahrain tại vòng 1/8 môn bóng đá nam tại ASEAN 2018 vào lúc 19:30 ngày 23 tháng 8. Tính đến 19:30 ngày hôm nay tại ASEAN, đoàn Trung Quốc đang dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 25 tấm huy chương vàng, còn đoàn Việt Nam của chúng ta đang xếp thứ 17 với 3 huy chương bạc và 4 huy chương đồng.